Vâng, xin phép lại gửi lời chào là kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê chơi VCB trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác những dòng bơm máy, bơm tay để phục vụ anh em chơi VCB. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em là luôn luôn là giao hàng, xếp hàng qua ngành bưu điện. Nhận hàng các bác đặc quyền kiểm tra hàng, đúng sản phẩm các bác thanh toán tiền nhé. Đây là hai số điện thoại chính của shop này, các bác điện trực tiếp bên em sẽ tư vấn cho anh em. Bên em bán rất nhiều phụ kiện chơi VCB, van bình, kính ngắm đầy đủ phụ kiện anh nhé. Các bác muốn lắp khẩu thì cũng alo trực tiếp bên em sẽ tư vấn cho anh em. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết những mẫu bơm tay trước anh em nhé, để anh em tham khảo hoặc là những bơm máy để anh em cân đối tài chính và tham khảo cho mình, sắm cho mình một chiếc bơm hợp túi tiền cũng như là vào những sử dụng cho nó hợp lý anh nhé. Tiếp tục giới thiệu đến các bác là một dòng bơm tay. Đấy, mẫu này thì đồng hồ nhỏ, lọc ẩm nhỏ, mẫu này là rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, đầy đủ phụ kiện như là một cái cà lê đa năng, một túi gioăng này, một lọ dầu này. Đấy, mẫu này thì bên em đang giảm giá xuống còn 550.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em, dùng cho anh em chơi truyền thống. Các bác bơm ít cho tất cả tham khảo với dòng bơm này nhé. Đấy, bơm từ 180 đến 200 cân anh em nhé. Tiếp theo giới thiệu đến các bác là một cái dòng bơm hàng FP con báo, đồng hồ to, lọc ẩm nhỏ, chân gốc anh em nhé. Mẫu này thì bơm khóa là khỏe, bơm từ 250 cho đến 300 cân. Mẫu này thì anh em cũng tin tưởng và sử dụng khá là nhiều, giá hợp lý anh nhé, giá chỉ còn 750.000 đồng thôi. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em, cũng có đầy đủ loại dầu, rong sim đầy đủ anh em nhé, cà lê đa năng. Tiếp theo giới thiệu đến các bác là một cái đồng hồ to, là ẩm to, vẫn là hàng FP con báo anh em nhé. Đấy, mẫu này thì bên em đang giảm giá bán xuống còn 850.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em. Đấy, phụ kiện của nó đầy đủ anh em nhé. Đấy, về các bác chỉ việc chơi thôi. Đấy, 850.000 đồng. Và bên em còn một cái mẫu bơm hàng của liên doanh Nhật Bản nữa cô nhé, hàng quân hổ nữa, 1.1 triệu, nhưng mà nay thì em không mở ra đây. Và bây giờ thì sẽ giới thiệu đến các bác một dòng bơm tốt nhất của dòng bơm tay, bơm xin trong si anh nhá, đồng hồ to, lọc ẩm to. Đấy, lọc ẩm to, bầu to, chân là chân inox như có thấy trên hình đây. Bơm này thì tốt nhất của dòng bơm tay rồi. Đấy, được anh em tin tưởng và mua khá là nhiều, bơm rất là bền, khỏe nhẹ. Đấy, bơm tầm 200-300 cân thì nó rất là nhanh và khỏe. Đấy, rất là bền anh em nhé. Đấy, nó không bị nóng bơm lắm anh em nhé. Giá là 1.850.000, bao ship tận nhà cho anh em các bác nhé. Đấy, nhận hàng các bác cứ test thử, ok phải cho trắng tiền, không phải cọc cạch gì anh em nhé. Tiếp theo giới thiệu đến các bác hai dòng bơm máy như có thấy trên hình đây. Đấy, hai dòng bơm máy bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết để anh em tham khảo này. Một cái dòng bơm hàng ACE hay là còn hiệu quân hổ anh em nhé, phiên bản mới. Mẫu này thì màu xanh. Đấy, như một cái trên mình đây, đồng hồ to này, lọc ẩm to này. Đấy, có một lọ dầu này, một cái máy hút nước mini này, gioăng sim đầy đủ này, lọc ẩm TO hút nước này, một cái dây nguồn điện cắm hai nguồn hệ 220V này. Mẫu này là bên em đang giảm giá xuống còn 3.200.000 đồng anh em nhé, 3.200.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em thôi nhá. Đấy, bơm thì yên tâm luôn, từ 200-300 cân thoải mái luôn các bác, bơm trong một nút nhạc bơm rất là nhanh. Và tiếp theo giới thiệu đến các bác là một cái dòng bơm xin trong si anh nhá, bơm máy xin si màu vàng cam như có thấy trên hình đây, đồng hồ to này, lọc ẩm to này. Đấy, cái này là đây là cái máy mini hút nước anh em nhá. Đấy, đầy đủ phụ kiện anh em nhá. Đấy, mẫu này thì bên em đang giảm giá xuống còn 4.200.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em. Lưu ý các bác nhá, nếu các bác mà đặt mua bơm máy thì vui lòng cọc trước cho bên em 200.000 đồng, bên em sẽ gửi hàng cho anh em có nhá, vì cái bơm này khá là nặng. Đấy, rất là nặng, nói chung là nặng 17-18 cân nên gửi đi cồng kềnh rất là khó gửi anh em nhá. Đấy, tiền cước khá là cao nên các bác nào thiện chí mua bơm máy thì phải cọc trước thì bên em mới gửi hàng cho anh em. Đấy, còn bơm tay thì ok, các bác cứ nhận hàng, cứ cho em địa chỉ là gửi tận nhà anh em nhá. Đấy, giá rất bình dân, giá từ 500 cho đến hơn 1 triệu anh em nhá. Đấy, còn cái bơm máy thì hơn 3 triệu và hơn 4 triệu anh em nhá. Đấy, các bác mua sản phẩm nào thì cứ alo, vui lòng điện trực tiếp bên em sẽ tư vấn cho anh em. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, em xin chào tạm biệt bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem được video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ nha bạn bè cùng biết ạ. Xin chào tạm biệt bác.